Đội quản lý thị trường số 2 Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội đã thu giữ được số lượng lớn đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc trên các tuyến phố cổ Hà Nội như phố Hàng Mã, Hàng Lược, Lương Văn Cam. Hơn 2.000 đồ chơi như mặt nạ phát sáng, robot, bờm công chúa, ghép hình, quạt đồ chơi này đều không có hóa đơn chứng từ, không có tem hợp quy, hợp chuẩn. Lực lượng chức năng khuyến cáo, các bậc phụ huynh khi mua đồ chơi nên chú ý đến tem hợp quy, hợp chuẩn của đồ chơi để đảm bảo chất lượng cũng như sức khỏe của trẻ nhỏ. Như vậy, trong nửa tháng ra quân, lực lượng quản lý thị trường số 2 đã thu giữ được hơn 10.000 sản phẩm đồ chơi các loại, đặc biệt trong đó có súng đồ chơi bạo lực, tổng giá trị số hàng hóa bị thu giữ ước khoảng gần 300 triệu đồng. Trong ngày 15 tháng 9, lực lượng quản lý thị trường số 2 sẽ cho tiêu hủy toàn bộ số đồ chơi trên theo luật định. Họ đều là những nạn nhân của thế giới ảo Internet. Ma lực từ game online khiến tất cả như là vào một thế giới ảo và đang dần quên đi cuộc sống thực của mình. Họ xem thì ngày đêm miệt mài trên bàn phím